Xin chào bác, quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua đến từ thương hiệu Gian là Anirad, một mẫu xe lai giữa xe đua và xe touring. Nó có tay lái của xe đua và có một cái phần phanh phụ để khi nghỉ thì sẽ trở thành một chiếc touring đi như những chiếc touring bình thường. Dòng Anirad 3 đĩa và 9 lít và 3 đĩa. Còn về phần khung thì xe là khung nhôm, lớp sơn nguyên bản, xe là nhập khẩu zin nguyên bản chính hãng của Gian. Có tem. Thì dòng xe này là xe xuất sang những cái nước như là Mỹ, Nhật hay là Pháp, Ý. Đó. Xe xuất đi nước ngoài. Đây nhập về một chiếc Gian Anirad. Phần khung thì được thiết kế cực kỳ là đẹp và tỉ mỉ. Bo cong ở đây rồi chạy thẳng xuống đây. Như này có phần nhô để làm cái khóa bắt cọc yên. Thì chiếc xe nó bo những cái đường rất là mềm mại và đẹp. Cong xuống càng khung dẹp bánh 700c và phanh đĩa cư. Chạy full bộ chuyển động Shimano Suza. Ba đĩa 9 lít, 27 tốc độ. Ghi đông cũng được trang bị bộ tay lắp của Shimano Suza. Và bộ phanh phụ. Cầm khi chúng ta mỏi thì sẽ cầm ở đây. Phải đi sử dụng như một chiếc touring để đi được các nghỉ. Dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 50 cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng mét 64, 65 đến mét 75 đi là phù hợp. Xe nó bán bên em mức giá chỉ có là 12.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.